Hôm nay Copa Việt có đơn hàng dàn giáo Ringlock bao gồm cây chống đứng 2.5m, 2m dàn ngang, chống quần xô Ringlock. Nhân tiện đây, Copa Việt chia sẻ chi tiết cho anh chị cách để anh chị tự mua phụ kiện Ringlock về hàng tại nhà. Nói nhỏ với anh chị một chút là tại công ty Copa Việt có bán các loại phụ kiện này nha. Đầu tiên, anh chị cần mua phụ kiện là đầu dàn ngang Ringlock đã được Copa Việt nhập sẵn cái chốt như thế này nha. Tiếp theo là anh chị cần mua ống nối Ringlock, cùng với đó là đĩa Ringlock. Anh chị cần mua thêm các loại ống đứng phi 49 cùng với dàn ngang và chống cành xô là phi 42. Anh chị có thể chọn ống kẽm như trong video để sau này anh chị khỏi cần sơn lại, hoặc là anh chị chọn loại ống thường, sau này anh chị có thể sơn màu xanh đỏ tím vàng tùy thích. Tiếp theo thì anh chị muốn làm chống đứng bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu, ví dụ như là 2m, 2.5m hoặc 3m. Dàn ngang thì anh chị cắt từ 85 đến 86. Chống cành xô thì anh chị cắt là 1.2m. Ở trên dàn ngang thì anh chị hàn cho em hai cái đầu dàn Ringlock đối xứng với nhau. Hàn xong thì chiều dài tổng của nó là 95cm. Anh chị nhớ là anh chị làm cái gá để hàn cho nó đối xứng với nhau anh chị nhé. Nếu mà nó lệch thì nó hơi khó thao tác. Còn trên chống đứng, nếu 2m thì anh chị hàn cho em 4 đĩa, 2.5m thì hàn 5 đĩa, 3m thì hàn cho em 6 đĩa. Khoảng cách giữa các đĩa là 50cm. Còn khoảng dư hai đầu thì anh chị chừa cho bằng nhau là được. Tiếp theo thì trên cây chống đứng, một đầu anh chị hàn cho em ống nối và đầu kia anh chị khoan lỗ để xỏ chốt khóa vào ống nối của cây chống tiếp theo. Trên chống cần xô thì anh chị hàn hai cái đầu dàn Ringlock ngang có khoảng cách 1m để liên kết vào chống đứng. Do thời lượng video có hạn nên em chỉ nói sơ qua về các thông số. Anh chị nào cần thông số chi tiết hãy liên hệ Copa Việt để được hỗ trợ thêm anh chị nha. Xin cảm ơn.